Sáng nay, các đại biểu về tham dự liên quan đơn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 Cần Thơ năm 2022 có buổi tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hơn 200 đại biểu đến từ các tỉnh thành phố gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Ninh Thuận và An Giang đã tham quan trải nghiệm văn hóa giao thương đặc trưng của người dân vùng sông nước tại chợ nổi Cái Răng. Cùng với đó trải nghiệm câu cá sấu, tham quan vườn trái cây, làng nghề truyền thống tại làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh. Cũng trong chuyến đi này, đoàn đã đến tham quan thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Đây là những điểm du lịch nổi tiếng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến, cũng như ưu tiên lựa chọn để tham quan trải nghiệm khi đến với thủ phủ miền Tây sông nước.